Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay sẽ là một video dành riêng cho những người dùng Fujifilm. Ở đây thì bọn mình sẽ giới thiệu cách mà thêm những giải lầm màu phim vào chiếc máy ảnh Fujifilm của bạn. Những người dùng Fujifilm thì rất là tự hào về chiếc máy ảnh của họ bởi vì nó có những cái giải lầm màu phim mà có thể chụp ở ngay trên máy mà không cần phải qua một cái phần mềm chỉnh sửa nào. Điều này cũng là dễ hiểu thôi bởi vì Fujifilm là một cái hãng quá nổi tiếng với những cuộn phim của họ rồi. Thế nên là những giải lầm màu phim của họ cũng thực sự là đẹp và trông rất là hoài cổ. Tuy nhiên, cái số lượng giải lầm màu phim ở những chiếc máy ảnh thì nó lại khác nhau. Ví dụ những chiếc máy ảnh mới hơn như chiếc X100V của mình ở đây thì nó có tới 18 giải lầm màu phim. Tuy nhiên là những chiếc máy ảnh cũ như là XT1 hoặc XT2, XT20 chẳng hạn thì cái số lượng giải lầm màu phim nó chỉ rơi vào khoảng 13 hoặc 14 cái thôi. Vậy thì có cách nào để tăng số lượng giải lầm màu phim này không? Thì câu trả lời là có, thông qua một cái ứng dụng bên ngoài có tên là Fuji X-Quickly. Thì đây là một cái dự án độc lập ở bên ngoài, không liên quan đến Fujifilm. Họ nghiên cứu những cái cuộn phim cũ và sau đấy xây dựng lên những cái công thức giải lầm màu phim dựa trên những cái giải lầm màu phim có sẵn ở trong máy ảnh của Fuji. Ban đầu thì những cái công thức này được đăng tải trên trang web Fuji X-Quickly luôn. Tuy nhiên sau đấy thì người sáng lập đã rất là nhanh chóng biến nó thành một cái ứng dụng trên nền tảng iOS. Và gần đây thì như mình nhớ tuần trước thôi thì nó cũng đã chính thức cập bến hệ điều hành Android luôn. Bạn chỉ việc đơn giản đấy chính là lên App Store hoặc là Google Play Store và tìm kiếm từ khóa là Fuji X-Quickly. Sau khi cài đặt phần mềm thì bạn sẽ có một cái app tên là Fuji X-Quickly ở đây. Bạn bấm vào thì cái giao diện nó cũng vô cùng đơn giản. Nhìn thấy ngay luôn là tên những cái giải lầm màu phim rồi. Ở đây thì bạn sẽ có nhìn thấy những cái màu rất là nổi tiếng. Ví dụ như cuộn phim Pro VR 400. Nhìn thấy ngay là có Vel VR này, có Fuji Color này, có cả Kodak Portra 400 luôn. Và đặc biệt là có cả những cái màu mới. Ví dụ như là Nostalgic Negative mới xuất hiện ở trên GFX5100S thôi. Và để xem được xem cái giải lầm màu phim là như thế nào và cài đặt thì bạn sẽ phải bấm vào từng cái một. Ở đây ví dụ mình bấm vào cái Pro VR 400 thì bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ giới thiệu các cái chế độ mà bạn phải chỉnh. Ví dụ như là Dynamic Range là DR bao nhiêu này, xong rồi Highlight Shadow bao nhiêu, Color Noise Reduction bao nhiêu, Sharpening Rain Effect v.v. Và cả kể cả luôn cả chế độ cân bằng trắng này, ISO nên dùng khoảng bao nhiêu này, bù sáng bao nhiêu. Và đặc biệt ví dụ ở đây nó ghi luôn là cái cảm biến là GFX dành cho những cái máy ví dụ như cái bệnh 50S, 50R, 100. Ở đây thì bạn sẽ rất nhanh chóng tìm ra được là cái giải lầm màu phim này dành cho máy ảnh nào. Thực ra thì nó dựa trên một cái gọi là thế hệ của cảm biến. Ở đây ví dụ họ sẽ ghi luôn là thế hệ cảm biến thứ tư và dành cho những cái máy như là X100V, X1 Pro 3, thứ gì đó. Tuy nhiên là không phải máy thế hệ thứ tư nào cũng sẽ có những cái này. Nó sẽ có thêm một vài cái lựa chọn nhỏ nhỏ hơn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cách thêm những cái giải lầm màu phim vào máy ảnh của bạn. Cái này thì thật ra mình thấy cũng đơn giản, tuy nhiên có một vài bạn đã hỏi mình cách làm rồi. Thế nên là bây giờ mình hướng dẫn luôn nhá. Đầu tiên thì bạn sẽ cần tìm một cái giải lầm màu phim mà yêu thích ở trên phần mềm. Về giải lầm phim thì để thêm vào giải lầm phim thì bạn sẽ làm cách như sau. Đó là bạn chọn cái giải lầm phim bạn muốn ở trên kia, sau đấy sẽ bắt đầu từ cái giải lầm phim gốc của Fujifilm. Ví dụ ở đây nó sẽ là Classic Negative. Ok, Classic Negative xong này. Xong rồi đến DR, Dynamic Range ở đây gọi sẽ ghi Dynamic Range là 200. Mình chọn 200, ok. Highlight là cộng 1. Shadow là trừ 2. Color là cộng 2. Noise Reduction là trừ 4. Noise Reduction là trừ 4, Sharpening 0. Brightness cộng 3. Color Chrome Effect là Weak. Cái này là Weak. Green Effect là Strong Small. Strong Small xong. Wobbling sẽ là 5, theo K 5600. Wobbling sẽ là 5600K. Shift chỉ 4 red chỉ 5 low. Ok, thế là xong. Và sau đấy bạn sẽ nhớ cái custom setting này vào cái phần Edit and Shape Custom Setting. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi vào đây là màu Agavista.
Đó, đã có màu này rồi. Để chọn giữa các cái màu giả lập phim khác nhau thì bạn sẽ vào phần Select Custom Setting ở đây. Ví dụ chọn Cyan Steel này, Kodak Chrome. Đó, ví dụ mình chọn những màu khác nhau thì nó sẽ vào đây. Để thay đổi, ví dụ bạn muốn chán dùng cái Pro 400H chẳng hạn, bạn muốn thay cái khác thì bạn cũng sẽ làm lại bước chỉnh như vừa rồi. Và sau đấy thì bạn đã xếp Current Setting lên, nên nó sẽ nhớ đè lên cái 400H này. Và sau đấy bạn nên đổi tên đi cho chắc. Sau đây thì là những cái ảnh chụp mà mình dùng những cái giả lập màu phim mình thêm vào. Sau một thời gian sử dụng thì mình kết luận là những cái giả lập màu phim này ấy, ưu điểm của nó đấy chính là có hiệu quả thật. Tức là khi mà mình chụp, đặc biệt là trong những ngày mà ánh sáng nó có độ tương phản cao, nắng to, thì mình nhìn rõ được sự thay đổi của nó. Đặc biệt là ví dụ những cái màu liên quan đến bầu trời chẳng hạn, mình chụp thấy nó xanh hơn hẳn. Cái này thì thực sự là đã nhìn thấy. Cái ưu điểm của app này là trong trường hợp không có internet thì bạn vẫn tra cứu được. Tức là bạn chỉ việc down trên mạng về thôi, và sau đấy đi ra ngoài vẫn tra cứu bình thường. Nó hoàn toàn không cần kết nối internet. Cái vấn đề của phần mềm ở đây thì đấy chính là nó bắt bạn sẽ phải đóng tiền. Ví dụ ở đây là $20 một năm thì bạn mới có một tính năng là tính năng lọc filter ở đây. Bởi vì khi mình bấm vào filter thì họ sẽ bắt đóng tiền. Bạn xếp hàng được luôn những cái giả lập màu phim nào phù hợp với cảm biến của bạn hoặc cái Mac của bạn luôn. Không dừng lại ở đó, với $20 thì thật ra là bạn cũng có một số quyền lợi khác. Ví dụ như là họ sẽ cập nhật những cái màu mới và bạn sẽ có thể được sử dụng cái màu mới đó trước những người khác. Ví dụ ở đây mình sẽ bấm vào cái màu Fuji Color NPH thì nó có một cái ký hiệu icon kiểu như cái vòng lá khẩu ở đây. Ở đây thì họ ghi luôn là This is an early access recipe. Thì cái này nó sẽ đòi hỏi bạn phải đóng tiền trước, nếu không thì bạn sẽ phải đợi. Cái này thì mình không biết là cái thời gian đợi thực sự là bao nhiêu, nhưng có lẽ là mình cũng phải nghĩ là tính bằng tháng trước khi mà nó ra mắt kiểu như công bố rộng rãi. Mình biết là có những cái màu ở đây thì trước đấy nó đã gọi là ví dụ như màu nostalgic negative này, thì trước đấy là cái nó là early access, nhưng bây giờ thì đã được sử dụng rộng rãi rồi. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy việc dò tìm theo từng cái tên nó vẫn còn là quá mệt mỏi thì ra có một cách khác, đấy chính là bạn lên web Fuji Weekly. Thì trên web của Fuji Weekly họ có chia sẵn theo từng cảm biến rồi, nhưng chẳng qua là cái việc lúc tra cứu ấy, nó bắt buộc đòi hỏi có internet là một, và thứ hai là cái tìm kiếm nó không gọn được như trên app mà thôi. Vậy làm thế nào để thay đổi những cái giả lập màu phim mà tự thêm vào nó nhanh hơn? Thì mình đã tìm một cách, đấy chính là mình gán cái nút ra ngoài. Ở đây bạn sẽ kéo xuống nút play này nhé. Xong rồi bạn sẽ vào button dial setting. Thì thường là những cái máy nó sẽ có cái cách là đặt nút ở chỗ mà function FN setting này. Bấm vào đây và sau đấy bạn sẽ chọn một trong những nút tắt mà bạn có ở trên máy ảnh. Ví dụ đây mình sẽ chọn cái nút ngay ở phía trên đầu của mình. Thì sau đấy bấm vào đây và chọn cái dòng là Select Custom Setting. Thì sau khi đấy xong thì bạn bấm vào nút này như mình thì sẽ có những cái giả lập màu phim thêm ở đây rồi. Bạn có thể thêm lên tới 7 giả lập màu phim vào phần Custom Setting này. Tuy nhiên là cái Custom Setting này thì nó lại không liên quan đến giả lập màu phim của bạn đâu. Thế nên là kiểu như bạn muốn thay đổi trong trường hợp là bạn muốn về những cái giả lập màu phim gốc của máy ấy, thì mình làm một cách luôn, đấy chính là mình sẽ vào User Setting. Mình reset cái Sorting Menu. Sau khi xin sorting menu xong thì tất cả những cái tùy chọn này đã về như cũ rồi. Mình chỉ việc chỉnh lại một cái là về RAW thôi cho chắc. Mình thích chụp RAW. Và sau đấy mình sẽ kéo xuống cái phần save này và mình chọn sang một cái profile tên là default. Ở đây thì mình đã làm sẵn rồi. Tức là mình chọn một cái mình sẽ save một cái profile default. Rồi, default nhé, xong. Thì sau đấy khi mà ví dụ bình thường mình đang dùng cái màu Cyan Steel này, sau khi mình muốn là về những cái giả lập gốc của cái máy thì mình sẽ vào cái default. Và thế là nó đã về cái giả lập gốc của máy rồi.
và sau đấy thì bạn sẽ chỉnh cái màu của máy tùy theo bạn muốn. Ví dụ như là mình thích Classic Negative chẳng hạn thì mình sẽ dùng Classic Chrome thì mình sẽ về đúng cái màu đó thôi. Như mình đã nói ở trước thì cái lý do mình chọn cái dàn là màu phim thứ 7 tức là default là bởi vì mình không muốn bị ảnh hưởng bởi những cái điều chỉnh nho nhỏ của những dàn là màu phim tự thêm vào. Những cái dàn là màu phim tự thêm vào này thì nó có một đặc điểm, đấy là bởi vì nó muốn làm giống những cái tính chất của những cuộn phim khác nhau, thế nên là nó sẽ có những cái tùy chỉnh. Ví dụ bạn nhìn thấy ở đây là highlight cộng 2 này, shadow trừ 1 các thứ, trừ 4, color trừ 4 chẳng hạn, thì những cái này nó liên quan đến cái việc cái màu sắc trong ảnh. Tuy nhiên trong trường hợp bạn muốn dùng lại những cái giả lập phim gấp của máy không bị ảnh hưởng gì bởi những cái thêm vào này ấy, thì bạn nên chọn reset hoặc là như mình là tạo ra một cái nút tắt về chế độ default để sau đấy bạn chọn chế độ giả lập gấp của máy thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những setting này, thì lúc đấy bạn sẽ có một cái màu chuẩn của hãng luôn. Và đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn có câu hỏi gì về những cái màu giả lập phim thì bạn hoàn toàn để đặt câu hỏi ở phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.